Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 12 của trang web học trực tuyến olm.vn Trong chương năm vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sóng ánh sáng đúng không nào? Nhiều hiện tượng quang học đã chứng tỏ ánh sáng có bản chất sóng Chúng ta đã được khảo sát về các hiện tượng đó Và ngoài ra ta còn tìm hiểu về các bức xạ dạ không nhìn thấy nữa Hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập và củng cố lại những nội dung kiến thức đó nhé trong chương này các em đã được học về hiện tượng tán sắc ánh sáng hiện tượng giao thoa ánh sáng các loại quang phổ và các loại tia đầu tiên về hiện tượng tán sắc ánh sáng khi làm thí nghiệm với lăng kính thủy tinh thì ta thấy rằng ánh sáng mặt trời qua lăng kính bị phân tách thành một dải có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím mà ta gọi là quang phổ của mặt trời đúng không nào? Newton đã đưa ra các dự đoán lý giải cho hiện tượng tan sắc ánh sáng này và làm thực nghiệm để đi đến một số kết luận quan trọng sau đây. Thứ nhất, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tan sắc khi đi qua lăng kính. Thứ hai, ánh sáng trắng thì là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Và lớp 11 thì ta đã biết là chiết xuất của các chất trong suốt biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ đỏ đến tím do vậy các chùm tia sáng có màu khác nhau trong chùm tia sáng tới thì bị lăng kính làm lệch các gốc khác nhau, thành ra là khi nó ra khỏi lăng kính thì chúng không chùm nhau nữa. do đó thì chùm sáng đó bị xòe rộng ra thành nhiều chùm sáng đơn sắc. vậy ta có thể nói rằng hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc. Hiện tượng tán sắc ánh sáng thì giúp ta giải thích được một số hiện tượng tự nhiên như là hiện tượng cầu vồng và được ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính. Trong nội dung tán sắc ánh sáng này còn có những bài tập mà yêu cầu các em phải ghi nhớ các công thức về lăng kính mới làm được. Chúng ta hãy ôn lại qua một số ví dụ sau đây nhé. Ví dụ 1. Tính chu kỳ và tần số của các bức xạ dạ sau đây. A à, Bước xạ vàng của natri có bước sóng lambda bằng 0,589 micromet. B. bước xạ đỏ của heli có bước sóng là lambda bằng 0,706 micromet. Như vậy ở đây thì ta cần biết được mối liên hệ giữa chu kỳ, tần số và bước sóng của các bức xạ đúng không nào? Ta có là lambda thì bằng C nhân với T hoặc là bằng C trên F, trong đó C là vận tốc của ánh sáng, tức là bằng 3 nhân với 10 mũ 8 m trên giây. Như vậy ở câu A thì người ta cho lambda bằng 0,589 micromet để tính được chu kỳ và tần số thì cô sẽ rút ra chu kỳ và tần số từ công thức này. Cô tính chu kỳ trước là T thì sẽ bằng lambda chia cho C và cô thay lambda micromet thì cô đổi ra là mét. Vậy lambda bằng 0,589 nhân với 10 mũ -6, còn C là bằng 3 nhân 10 mũ 8 và được kết quả là T bằng 1,96 nhân 10 mũ -15 đơn vị là giây. Tiếp theo là tính tần số, thì các em có thể thay vào công thức này, rút ra F thì bằng C chia cho lambda, hoặc là ta biết là tần số thì bằng 1 trên T, nên cô sử dụng luôn công thức F bằng 1 trên T, và thay số thì ta được là bằng 5,09 nhân với 10 mũ 14 H. Tương tự thì các em hãy tính toán và cho cô biết kết quả ở câu B nhé. Chính xác rồi, câu B đối với bức xạ đỏ của Henley thì ta sẽ tính được chu kỳ T bằng 2,35 x 10 mũ 15 giây, còn tần số F thì bằng 4,25 nhân với 10 mũ 14 h Chuyển sang ví dụ số 2. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A bằng 4 độ, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím, lần lượt là N đỏ bằng 1,643 và N tím bằng 1,685 cho một chùm tia sáng trắng, hẹp, dọi gần vuông góc vào mặt bên của lăng kính. Hãy tính góc giữa tia đỏ và tia tím sau khi rời khỏi lăng kính. Ở đây ta thấy rằng chùm tia tới là một chùm tia sáng trắng, do đó khi đi qua lăng kính thì nó sẽ bị tán sắc và phân tách thành các chùm tia có màu khác nhau. Muốn tính được góc lệch giữa tia đỏ và tia tím sau khi đi ra khỏi lăng kính thì chúng ta cần tính được góc lệch giữa tia đỏ và tia tới, sau đó tính góc lệch giữa tia tím và tia tới trước đúng không nào? Các em hãy cho cô biết công thức tính góc lệch D trong trường hợp này là gì nhé. Chính xác rồi, khi góc a nhỏ thì ta có D bằng a nhân với n trừ đi 1, trong đó a là góc chiết quang và n chính là chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu đó như vậy trước hết chúng ta sẽ tính góc lệch giữa tia đỏ và tia tới sau đó tính góc lệch giữa tia tím và tia tới từ đó thì ta sẽ tính được góc lệch giữa tia đỏ và tia tím là delta d đúng không nào câu có là delta d bằng dt trừ đi dd bởi vì ở đây ta thấy là tia tím thì bị lệch nhiều hơn tia đỏ đúng không nào? Và thay DT thì sẽ bằng A nhân với NT trừ đi 1 Còn DD thì sẽ bằng A nhân với ND trừ đi 1 Rút gọn thì ta sẽ được delta D bằng A nhân với NT trừ đi ND Đến đây thì đơn giản rồi Chúng ta chỉ việc thay số A là bằng 4 độ NT và ND như là đề bài cho Cuối cùng thì cô sẽ tính được là delta D bằng 0,168 độ Và bằng sấp xỉ 10 phút các em hãy lưu ý dạng bài này nhé tiếp theo chúng ta hãy cùng ôn tập về giao thoa ánh sáng trong bài này ta đã tìm hiểu về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng hiện tượng giao thoa ánh sáng các em cần ghi nhớ được công thức tính khoảng vân và công thức xác định vị trí của vân sáng vân tối trong miền giao thoa nhiễu xạ thì là hiện tượng truyền sai lệch so với phương truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản hiện tượng nhiễu xạ chỉ có thể giải thích được nếu như ta thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng và hiện tượng giao thoa thì chứng tỏ điều này kem cũng lưu ý điều kiện để xảy ra giao thoa đó là hai nguồn sáng phải là hai nguồn kết hợp nhé trong giao thoa thì chúng ta có khái niệm khoảng vân kem hãy cho cô biết khoảng vân là gì và được tính theo công thức nào chính xác rồi khoảng vân chính là khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp hoặc là hai vân sáng liên tiếp trong miền giao thoa và khoảng vân thì ký hiệu là y y thì bằng lambda d trên a trong đó lambda là bước sóng của ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm d là khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn và a chính là khoảng cách giữa hai khe cuối cùng để xác định vị trí vân sáng vân tối ta cần lưu ý tại một vị trí nào đó trong vùng giao thoa là vân sáng thì tọa độ của vị trí đó phải thỏa mãn là xk bằng k lambda d trên a hoặc là bằng k nhân với y trong đó k có giá trị 0, 1, 2, vân vân gọi là bậc của giao thoa tương tự với vân tối thì xk phẩy sẽ bằng k phẩy cộng 1 phần 2 nhân với y để rõ hơn thì chúng ta hãy làm một số ví dụ sau đây nhé ví dụ 1 trong thí nghiệm nghiêng, hai khe cách nhau 1 mm và cách màn 2 m. Khoảng cách từ vân sáng thứ tư bên này đến vân sáng thứ tư bên kia, vân trung tâm là 9,6 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Nhìn vào đề bài thì ta thấy đề bài chọn A bằng 1 mm, D bằng 2 m. Cho khoảng cách từ vân sáng thứ tư bên này đến vân sáng thứ tư bên kia vân trung tâm là 9,6 mm. Từ đây thì ta có thể tính được khoảng vân y. Để bài hỏi bước sóng ánh sáng mà ta hoàn toàn có thể tính được bước sóng ánh sáng khi mà ta biết khoảng vân đúng không nào? Bởi vì y thì bằng lambda d trên a, do đó là ta có thể rút ra lambda sẽ bằng y nhân với a chia cho d. Thế y bằng bao nhiêu trong trường hợp này? Để dễ tưởng tượng hơn thì các em nhìn vào hình vẽ sau đây, ta có là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng thứ tư ở một bên thì sẽ là 4y đúng không nào? Tương tự đối với bên kia cũng vậy, nên nếu như mà đề bài cho là khoảng cách từ vân sáng thứ tư bên này đến vân sáng thứ tư bên kia thì khoảng cách sẽ là 4y nhân 2 tức là 8y. Từ đó thì y sẽ bằng 9,6 chia cho 8 và ta tính được là y bằng 1,2 mm. Bây giờ tính bước xóm rất đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần thay số vào biểu thức này và rút ra lambda. Các em hãy tính toán và cho cô biết kết quả nhé. đúng rồi bước dòng ánh sáng ta tính được trong trường hợp này là lambda bằng 0,6 micromet các em hãy lưu ý dạng bài này ở đây người ta cho hai vân sáng ở hai bên của vân trung tâm thế còn trong trường hợp người ta cho một vân sáng tới một vân tối thì các em cũng làm tương tự ta sẽ tính khoảng cách từ vân sáng bên này đến vân trung tâm và khoảng cách từ vân tối bên kia đến vân trung tâm sau đó ta cộng lại thì sẽ ra chúng ta hãy làm nhiều hơn dạng bài này ở phần câu hỏi luyện tập nhé Chuyển sang ví dụ số 2. Trong thí nghiệm nghiêng, hai khe cách nhau 1 mm, cách màn 1,6 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,4 micromet. Trên màn có hai điểm M, N nằm cùng phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 0,6 cm và 1,55 cm. Hãy tính số vân sáng trên đoạn MN. Ở đây cô cũng vẽ hình minh họa để các em dễ hiểu hơn Ta thấy rằng khoảng cách từ M tới vân trung tâm là 0,6cm Còn khoảng cách từ N tới vân trung tâm là 1,55cm Do đó là M sẽ gần vân trung tâm hơn là điểm N Trước hết thì cô sẽ tính khoảng vân từ các dữ liệu đề bài cho Đó là A bằng 1mm D bằng 1,6 m và lambda thì cô sẽ có là Y bằng lambda D trên A và dễ dàng tính được là bằng 0,64 mm. Bây giờ giả sử một điểm P nào đó nằm trong khoảng MN mà là một vân sáng thì XP sẽ phải thỏa mãn là XM nhỏ hơn hoặc bằng XP nhỏ hơn hoặc bằng XN đúng không nào? Do đó ta sẽ có là 0,6 nhỏ hơn hoặc bằng XP nhỏ hơn hoặc bằng 1,55. Mặt khác, điều kiện để tại B là vân sáng là gì các em nhỉ? có phải là xb sẽ phải thỏa mãn là bằng k nhân với y đúng không nào? Thay y bằng 0,64 mm bằng 0,064 cm chúng ta đã tính được ở trên vào biểu thức này thì ta sẽ có là 0,6 nhỏ hơn hoặc bằng 0,064k nhỏ hơn hoặc bằng 1,55. Do đó từ đây ta sẽ rút ra được là k phải nằm trong khoảng từ 9,4 đến 24,2 mà K lại phải là số nguyên, do đó có bao nhiêu giá trị của K thỏa mãn thì sẽ có bấy nhiêu vân sáng ở trên đoạn MN. Có có là K sẽ phải bằng 10, 11, 12, vân vân cho đến 24. Có tất cả là 15 giá trị của K, như vậy cô có thể kết luận là trên đoạn MN có tất cả 15 vân sáng. Chuyển sang phần tiếp theo, chúng ta cùng ôn tập về các loại quang phổ. Người ta thường sử dụng máy quang phổ lăng kính để phân tích một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc khác nhau và quan sát quang phổ của nguồn sáng. Máy quang phổ thì bao gồm ba bộ phận chính, đó là ống chuẩn trực, hệ tán sắc và buồng tối. Các em hãy lưu ý cấu tạo và chức năng của mỗi bộ phận nhé. Chúng ta đã tìm hiểu về quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ. Quang phổ phát xạ dạ của các chất lại được chia làm hai loại lớn là quang phổ liên tục và quang phổ vạch đúng không nào? Các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi tương tác sau đây để xem mình đã nắm rõ nội dung kiến thức này chưa nhé. Chính xác rồi, các em hãy ghi nhớ quang phổ liên tục là một giải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục như các em thấy ở trên hình đây. Và một đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. Do đó là các chất khác nhau mà cùng một nhiệt độ thì sẽ phát ra quang phổ liên tục giống nhau. Quang phổ vạch thì là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng vạch, vị trí và độ sáng tỷ đối giữa các vạch. Do đó, mỗi nguyên tố hóa học thì có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó. Cuối cùng, quang phổ hấp thụ thì là các vạch hay là đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục. Quang phổ hấp thụ của các chất khí thì chứa các vạch hấp thụ và cũng đặc trưng cho chất khí đó. Các em có thể nhìn thấy vị trí của các vạch tối trên quang phổ vạch hấp thụ thì trùng với vị trí của các vạch sáng trên quang phổ vạch phát xạ. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đảo sắc các em nhé. Cuối cùng, chúng ta học các loại tia không nằm trong vùng bức xạ nhìn thấy, bao gồm tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X. Các loại tia này đều không nhìn thấy được và có cùng bản chất với sóng điện từ, chỉ khác nhau về bước sóng. Sóng điện từ và sóng ánh sáng có sự đồng nhất, tạo thành một phổ liên tục gọi là thang sóng điện từ. Khi nghiên cứu về các loại tia này, chúng ta cần nhớ được nguồn phát, tính chất và công dụng của nó cuối cùng là vị trí của nó ở trên thang sóng điện từ. Ví dụ, tia hồng ngoại thì có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy, tức là từ khoảng 760 nanomet đến khoảng vài mm. Bếp than, bếp ga hay là diode phát quang hồng ngoại thì là những nguồn phát tia hồng ngoại mà ta hay thấy. Một tính chất nổi bật của tia hồng ngoại đó là tác dụng nhiệt nên nó thường được dùng để sấy khô và sưởi ấm. Ngoài ra thì tia hồng ngoại cũng có những ứng dụng đa dạng trong quân sự. Thế còn tia tử ngoại thì sao? Những vật mà có nhiệt độ cao, tức là từ 2000 độ C trở lên thì đều phát ra tia tử ngoại, ví dụ như là mặt trời, hồ quang điện hay là đèn hơi thủy ngân. Kem hãy cho cô biết một số tính chất và công dụng nổi bật của tia tử ngoại nhé. Chính xác rồi, tia tử ngoại hay dùng để diệt khuẩn, nấm mốc hay là để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói. Ngoài ra thì nó có nhiều công dụng khác nữa, các em hãy xem xét lại ở bài tia hồng ngoại và tia tử ngoại nhé. Cuối cùng là tia X hay gọi là tia Röntgen vì chính nhà bác học Röntgen đã phát hiện và là người đầu tiên khám phá loại tia này. Ông đã kết luận là mỗi khi một chùm tia ca tốt, tức là một chùm electron có năng lượng lớn, đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X. Để tạo ra tia X thì người ta dùng ống Coolidge như các em thấy ở đây. Tính chất nổi bật của tia X đó chính là khả năng đâm xuyên. Và tia X được ứng dụng phổ biến trong y học để chẩn đoán và chữa trị một số bệnh, trong công nghiệp thì để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại, còn trong giao thông thì để kiểm tra hành lý của hành khách khi đi máy bay phải không nào các em? Trong các câu hỏi trắc nghiệm ở các đề thi, người ta rất hay đề cập đến tính chất và công dụng nổi bật của các loại bức xạ không nhìn thấy mà chúng ta cần ghi nhớ và phân biệt để không nhầm lẫn giữa các đặc trưng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X. Để ôn tập hiệu quả hơn, các em hãy tham gia bài học tại olm.vn với bài giảng tương tác, lý thuyết trọng tâm, hệ thống câu hỏi luyện tập và kiểm tra giúp các em nắm vững những kiến thức trường sóng ánh sáng này hơn nhé! Cảm ơn các em đã tham gia bài học ngày hôm nay! hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo trên kênh học trực tuyến olm